Dù tìm nhiều cách để tránh nóng, nhưng quạt luôn là vật dụng không thể thiếu với bà Nguyên, cũng như nhiều người dân ở phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội khi mất điện kéo dài. Các cụ già, em nhỏ là cần điện, nhà chật chội, ở khổ sở. Thế mà lại không có điện. Đấy, thì chen chúc nhau ở trong một cái gian nhà cũng rất là khổ. Chúng tôi là phải ra ngoài này để cho nó hít không khí ngoài cho nó khỏe. Cái thứ hai nữa là nó thoáng. Chứ ở nhà nó không có điện thì nó cũng nó nóng lắm, không chịu. Tất cả mọi người ấy thiếu ăn thì được, nhưng thiếu điện thì không chịu được. Bởi vì già như chúng tôi thì phải có tí điện nằm cho nó mới chẳng phải sức khỏe yếu mà. Quạt không sưởi được với cái thời tiết này. Đấy. Thế mà các chú mà cắt điện đi thì coi như là đến mấy tiếng là chúng tôi chịu chết, không có ngủ ngay thì được cả. Mà không có ngồi để mà quạt được. Đã chật hẹp, lại bị mất điện giữa trưa, khiến khu vực nhà trọ ở Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trở nên ngột ngạt hơn. Ba bốn ngày hôm nay rồi, thì mất điện liên tục cũng tầm giờ nấu cơm, giờ giữa trưa hoặc là tầm chiều là bắt đầu nó mất điện. Mất điện thì mình sẽ ra chỗ trung tâm thương mại hoặc là mình sẽ lau hết phòng đi một lượt để cho nó mát hơn đó. Không này nóng không chịu được. Ở đây là mất điện rồi nhá, thì mình đi làm ở chỗ mình buổi tối, hiện tại hôm qua cũng mất điện khá là nhiều. Đấy, không phải là mỗi ở Hà Nội này mà ngoại thành Hà Nội là cũng mất. 3 giờ đêm bắt đầu là mới có điện. Thời gian buổi trưa thì là thời gian mà ngủ nghỉ là được nhiều nhất, nhưng mà trưa thì rất là nắng nóng, mất điện thì ảnh hưởng đến bố mẹ, thì sức khỏe bố mẹ không ngủ được thôi, thì có thể là gây ra là cáu gắt hơn. Buổi tối về có thể là cáu gắt với cả con cái hơn một chút. Mà mình thế, mình mất điện thì có thể là tâm trạng của mình nó cũng không được thoải mái hơn. Còn đây là cách tại thôn Hạ, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội tránh nóng. Thậm chí hàng chục người từ trẻ đến già còn rủ nhau lên đê để hóng mát như thế này. Này 39-40 độ cắt điện như này, lắng lóng cái này, mà cắt đến 10 giờ thì làm sao mà có cơm mà ăn đấy, tôi phải mua chè mà ăn vậy. Trong tháng 6, dự báo thời tiết miền Bắc tiếp tục đối mặt với nắng nóng kéo dài trong gần 2 tuần liên tiếp. Dù không hề mong muốn, nhưng tình trạng cắt điện luân phiên sẽ còn có thể xảy ra và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.